chặt lại, điều chỉnh ở trên này cho nó thẳng thớm và dùng cái kẹp lại. Được chưa? Nhớ khoảng cách từ kẹp tới miệng ống nghiệm khoảng phân tới phân rưỡi. Rồi tay cho vô, siết lại, kẹp vô. Thường á mấy bạn hay bị ngón cái nè, ngón cái mình hay đụng lên trên đây vậy, thấy không? Cho nên hồi vậy sao gõ gõ kiểu gì, nên ngón cái xuống dưới đây siết lại, thấy rõ chưa? Ok ha, thì chỗ này rất là thoải mái để một hồi mình gõ vô để mình sáng tỏ. Được chưa? Rồi ok, quẹt quẹt tất nhiên cũng có rồi, tôi mới ra đây rồi. Ok, mời gõ lên. Bây giờ hơi ống nghiệm nè nha. Rồi rồi sau đó nè, dựng đứng cái ống nghiệm lên và nghiêng nhẹ khoảng 10 độ đến 15 độ gõ. Được chưa? Rồi gõ này để xáo trộn cái ống hợp bên trong. Nếu bạn gõ chưa được thì bạn tập gõ ngoài trước đi, bạn có đụng hiểu không? Bạn gõ làm sao để bên trong không mà nó xáo trộn rồi. Chứ có mấy ông gõ kiểu gì mà cái này nó đứng yên thì không có nghĩa gì ở đây chứ ha. Mà khi nó đứng yên như vậy á, khí acetone nó sinh ra nó không có đội khối bột lên được, tại vì cái hỗn hợp nó bị đốt cứng lại luôn, nên là khí nó có sinh ra nó cũng bị nén ở dưới cái ống nghiệm là phản ứng không sinh ra, hiểu không? Thành thử là cái này là cái quyết định đó. Giờ đâu nè, vậy thì bạn thấy ta sẽ tới một cái lúc acetone nó sinh ra mãnh liệt tới mức tôi khỏi cần gõ luôn, cái hỗn hợp nó cũng đang xáo trộn mà nó nhảy tưng bừng ở trong đây, giống như kiểu là cái khối bụng của mình đang sôi lên vậy ha. Rồi bạn thấy không? Thấy chưa? Thấy chưa? Nè, thấy chưa? Thấy chưa? Tôi gần như không gõ, thấy nó sủi sủi lên không? Đó, thấy chưa? Nè, 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 tôi nghiêng qua nghiêng lại nè. Được chưa? Rồi bây giờ nè, một hồi mình làm cận mình sẽ thấy rõ hơn ha. Rồi bây giờ thấy bên trong nó mờ đục chưa? Rồi nhỏ ha. Nhỏ thì tôi lấy ra đây, tại vì giờ mấy bạn xung quanh rồi thì tôi không có vô trong tủ lạnh được ha. Nên tôi lấy ra thì tôi ngâm, đang ngâm cái thao trong cái thao nước lạnh nè, nó sẽ hạn chế được bạn này bị hơn. Rồi tiếp tục tôi đun tiếp nè, cũng vừa đun vừa lắc với mong muốn tạo ra khí acetone, đúng không? Và nó sẽ gặp được nitrobenzaldehyde, thanh chưa? Thanh rồi, vậy chưa tới 20 giây đúng không? Ủa thì nó vậy thì nó làm y chang vậy chứ gì? Nửa tiếng nó còn chửi hai ống luôn đó. Đó là tôi. Đó là tôi. Tôi mới đủ tư cách tôi đi dạy bạn rồi. Bây giờ nhỏ hát xin lời lên giùm thầy đi. Có ai hát xin lời không? Không, đi, nghỉ làm. Không có cái gì bánh lấy cái gì đâu mà trả lời không. Cái này là sát cưng. Hát xin lời. Hát xin lời. Hát xin lời. Cái à đây rồi, nhỏ đi lên, nhỏ đi đó, cái vết nhỏ đó, nhỏ vô ra màu gì? Đây mở nè, đâu cô nè, nhỏ này chứ mà này nha, này nè. Rồi một giọt thôi cưng, tốc độ lên. Sao rung dữ vậy? Rồi nè, thấy chưa? Nè. Rồi, tiếp đứa nào vô làm? Bé Thảo không? Em tên gì quên rồi.